Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên Lao động .vn. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 28 tháng 2 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét. Trong khi đó, phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, thời điểm đêm và sáng trời rét. Bởi vậy, quý vị nên chuẩn bị thêm áo ấm trước khi ra khỏi nhà để bảo vệ cơ thể. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời điểm đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét. Riêng phía Đông Bắc Bộ, đêm ngày 27 tháng 2 và ngày 28 tháng 2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất duy trì ở ngưỡng từ 18 đến 21 độ C. Trong khi đó, mức nhiệt cao nhất là từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Dưới là các thông tin chi tiết. Như thường lệ, tiếp theo bản tin sẽ là thông tin về thời tiết biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay và ngày mai khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, được dự báo có sóng cao từ 2 đến 3 mét. Vùng biển phía Tây ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc giật cấp 6, cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Quay trở lại với thời tiết trên đất liền, đêm nay và ngày mai thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 12 đến 14 độ C. Với điều kiện thời tiết như vậy, quý vị nên hạn chế ra khỏi nhà vào thời điểm đêm và sáng sớm. Trong trường hợp cần thiết phải ra khỏi nhà, nên giữ đủ ấm, đội mũ hoặc quàng khăn và che chắn thật kỹ trước khi ra khỏi nhà để bảo vệ cơ thể. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.